Ngày 14 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bàn giao đối tượng Trần Xuân Tuấn, sinh năm 1989, ngụ quận 3, cho Công an quận Phú Nhuận để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, trưa ngày 13 tháng 5, trinh sát đội 3 phòng PC02 đi tuần tra trên địa bàn quận Phú Nhuận thì phát hiện Tuấn lái xe máy cướp dây chuyền của một phụ nữ trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận. Trinh sát hình sự vội tăng ga đuổi theo Tuấn. Cùng lúc trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận tuần tra phát hiện nên phối hợp truy đuổi kẻ cướp. Khi Tuấn tới đường Nguyễn Văn Trỗi thì chạy ngược chiều vào làn đường xe ô tô để tẩu thoát. Hai tổ trinh sát tăng tốc đuổi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân. Sau khi bị trinh sát truy đuổi nên Tuấn ôm cua gấp vào hẻm cục. Đúng lúc này, trinh sát chạy vượt lên nổ súng chỉ thiên, khống chế Tuấn cùng tang vật đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội.